xin chào mọi người đã đến với kênh Thế Giới Xe Máy Nhập Khẩu. Hiện tại Kiều đang có mặt tại cửa hàng xe máy Hà Đặng 4, địa chỉ 1361 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, Hồ Chí Minh. Thì hôm nay Kiều sẽ giới thiệu về dòng xe AB160. Thì đầu tiên Kiều sẽ nói về phần thiết kế của dòng xe AB160. Nghe có phần thiết kế là trông thể thao nè, cá tính, hiện đại, cao cấp. Thì đầu tiên Kiều sẽ vô phần bóng đèn nè. Thì thông thường thì những dòng xe khác thì bóng đèn được trang bị ở trên phần đầu xe, thì đối với dòng xe AB thì bóng đèn được về xuống phần mặt nạ đây. Thì bóng đèn được sử dụng bóng đèn LED nha mọi người. Lên phần xi nhan thì xi nhan cũng được sử dụng bóng đèn LED luôn. Về phần mặt nạ thì có thiết kế là những đường nét vuông hình chữ V nè, hướng về phía mặt trước. Còn xuống phần bánh xe của dòng xe AB thì có kích thước tầm khoảng 15 inch, sử dụng mâm trước sau. Đây hệ thống phanh đĩa nha, đây hệ thống phanh đĩa. Lên phần mặt đồng hồ của dòng xe AB160 thì có thiết kế thon gọn hiện đại nè. Trên phần mặt đồng hồ thì có hiển thị lên cho mình xi nhan trái phải, km/h và kim xăng nữa. Xuống phần gác chân thì dòng xe AB160 thì được thiết kế gác chân hai bên thì sẽ dành cho những bạn nam. Nữ mình vẫn có thể đi được nha, mà hơi bất tiện một tí xíu, khi mặc đầm mặc váy thì nó hơi bất tiện một tí xíu, nhưng mà nữ vẫn đi được. Thì vô phần yên này. Phần yên của dòng xe AB này thiết kế khá là mềm mại, dài dặn nè. Phần cúp xe là siêu to luôn nha mọi người. Cúp xe là để tầm 2 nón bảo hiểm nè, áo khoác, áo mưa, những đồ vật dụng cá nhân khác nha. Đây, qua phần tay dắt đây. Phần tay dắt thì khá là cứng cáp á, để mình nhấn xe, di chuyển xe dễ dàng hơn. Đây, xuống qua phần đây thì có anh thêm mời cho mình một cái tem nổi của dòng xe AB đây. Cái tem nổi đây. Thì dòng xe AB này được sử dụng động cơ AFB cộng. Đây, được sử dụng động cơ AFB cộng nha. Ra phần đuôi đây. Về phần đuôi xe thì nó được trang bị thêm cho mình cái bóng đèn soi biển số đó nha mọi người. Giờ Kiều cũng có giới thiệu sơ về dòng xe AB160. Thì dòng xe AB160 thì hiện tại bên Kiều có giá tầm khoảng 57 triệu cho đến 59 triệu thì mình có thể lên hồ sơ. Thì các bạn chỉ cần trả trước từ 9 đến 15 triệu thì mình có thể lên hồ sơ nha. Thì hồ sơ gồm có căn cước công dân hoặc bảo hiểm y tế bằng lái xe. Các bạn muốn biết chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0359 202 919. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này.